đó mua đó biến đất trời ơi. Hồi đó mà em có 5 triệu em cũng không dám mua nữa. Nghĩa hả? Mua liều chơi thì liều thì mới có chứ làm như là mà mình sao đo quá thì đâu có được đất vậy. Xưa khổ quá đi làm cũng như nhà nước mà chắc chiêu được mà chiêu là cũng ngon cơm lại đất sau này mình có nhà nếu bà không mua thì bây giờ lại thì có bé đi. Về nha, em về nha, anh Khanh. Em về nha, anh chị. Về luôn nha, em.